krom sapanamit juti kwa thvu samyut 4 thai nei samot pacific khang lek nei prachum ka gom praprat teu doy nevie chambang nevie mut tak atham phekcha yon hot chambang the hindu newspaper ban chop sai nei thai ti 27 sai hanitha xóm dứt Malaba để chấp đám nộp bồn đòi bà tích bì bà nọ cư xa rốt ảm rích nâng ảnh đi. Hồi cơ rơi mốc cho bọn bàn cho rùm phong đá khăn ông xa mạch chức ác chân trái để chân nằm bì bọn đọc rạm. Hồi cơ rơi mốc tiết bà tích Australia trở bàn ảnh chương ở cho rùm phong đá cư mùi chân nằm cơ rơi mốc. À lời đi bà tích bùn ní kia hạng thà krom xa bọn ảm ịch chiêu thí ní ông ca khoát đâm bàn ảnh đu Pacific. Cả thua xâm dụt trong cơ rơi bóng phật ni cũng bóng phật tử nơi chung xâm mật gồm ni xâm mật Pacific khẳng lệnh để miễn buôn phật tích ni chô rụng. Mì chạp đàn thua nơi thay bó tì mà phây bó mùi xây hạ hỏi miễn dạ bì buôn thay. Cô đau ni cả thua xâm dụt rơi bóng phật tích buôn để miễn xạc đàn bồn dụ thi khẳng ra ni cứ xâm đau thua ai Indo Pacific chỉ nằm bàn xe rây nâng bạc chùm họ. Bạn tại, The Hindu Newspaper vừa cảm hiện thả xóm dụt đi, mình là vậy cả rai bì, cầm đau sách đông còn tòa bảo 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 tích tăng bồn đi. Thì rìm khả nông sẽ thả nạ ca, nì ca thả lạc sân kriêm mọc đòl, nì sân kriêm ở đô Pacific chứ mùi nâng bảo tích chân tay bảo nọ. Tạm sự kỳ rìa ca ra đài ni, xóm dụt đi, bảo bảo tư giang xâm bâm nà, nì chung xô mọt ngôn, nì xô mọt Pacific hàng lệch, đại miền nì vi chấm băng. Nhi vì một tật dùn hóa châm băng ở thông phía khách sạc. Nhi vì dùng tâm mặt trầy ra bỏ xa rốt ảm rịch. Đại bà chăm ca nữ xâm mật Pacific kháng lệch. Nhi vì anh đi, đại bà chô rùm khăn nông ca thua xâm dụt đi cư INS. Sì và lịch chứa nhi vì bà chăng nhi vì một tật. Nhi vì INS ca mẹt hẳn nâng cớm rẽ xa chân tế xót xâm mật phi bạch sức mùi. Đại chứ cầm dân hóa chậm băng có chỗ rùm phọc này. Xóm dụt ní, trắc bàn bí bó ra nhiệt thả. Vì thôi làng đầm bay bằng cơn, nâng bừng rừng chân thân sốc xóm mọt chi bí xe. Mà hà xóm mọt đất đi, xóm mọt Pacific hàng lệch. Để chỗ rùm đòi bà tì, khoát châm đút buôn bà tì ní. Nẹ nòm bịa con tọp chân tật đó bà anh đi. Ở đầm dân này, vi vích mạc vào bàn đi dây thả. Xóm dụt cầm bông bà bà tư ní. Cứ miên cả banh cầm chùi. Tại banh chanh bì tây xa mọt tư lửa cả. Cả bà bà chân họ. Cả bà bà nê vi mô tật nâng. Bằng hai nhầm bì tạ tích ní sân kriêm tiết phò. Xóm dụt ní. Đó là ai tọp chân tật tất buôn bà tư ní. Miên áo cả nâng miên lật phiếp xa mạc kì khả nì. Bằng hai cầm lăng rung khí tụp tôl khăn nông sở thả nạ ca nì Indo Pacific thay lạc khăn nông sân kriêm. Mỹ bình chìa ca đâm bàn Indo Pacific rồi bỏ xa rốt ảm rình ở đâm dân này chọn Quilino bàn đi dây thả. Xóm dứt đo mà hà xa bàm đi cứ nữ xa mất Indo Pacific khăn lệch bà bà tư đòi cầm lăng dô thi thẳng bùn bà tư đi. Cứ chấp bác nạ bằng rừng ẩm nạch nâng sạc đàn bộ rô bọc con tóp nê bà tê tập bồn đi rung kìa. Tụp tôl nâng ở vây đại hạng thà kà rít mít rô bọc mà dạ chân nâng nông đọc bọn. Vẫn tay lúc bàn mới chạy thà vì chi xóm dứt nâng bà tê ca làm bay sân kìm làm bay vật vơn con cầm lăng tóp chân tật tóp ạc cả rô bọc bà tê tập bồn đi. Cứ khám mê ra vây kà rà bì rịp chăm luôn đạp bay sân kìm tay bà nọ. Vẫn tay sân kìm đi cứ sân kìm cà phía dân tật sọc dân tì phiếp đâm bàn tay bà nọ. Xóm dứt mà là bà bạn chạp đàm đâm bông tăng vị trang mới phòng phòng một rồi cái sắp bí đòi miền bà tì bí bà nọ cho rùm cư ấn đi nâng xa rõ đà bạch. Ở lời ní miền buôn bà tì. Xóm dứt ní bà bà tư chạm bí bòn đập rà mà nọ chạm bí bòn đập rà mây mà nọ chạm bí bòn đập rà mùn mà nọ. Hồi cà vị trang tâm anh xóm dứt ní dâm bòn mật khoát ní bà bà tư đòi bí đâm nạ ca nọ cứ thua lá ưng nơi chung dâm bòn bèn cà nâng xa mọt Ả Rập tiếng Ấn Địa tiếng xa rốt Ấm Rịch Âu Sà Ri nâng Chập Bọn cứ chìm xa bọn ập hiệp ni cọng dụ thiệt khoát ni bà ká thả cử rồi vì thư xóm dụt buôn bà tí hỏi ni bù kì nâng triêm thư xóm dụt chì thamay mà nọc tiết nơi bì chạp chạp khá mục ni bần tài bùm bàn bà chìa Ấm Pi đâm bọn nâng tì tăng cái lây nà để thư xóm dụt nụ tì giang nà cà đòi ông ká khoát
thọ bằng háu bên đằng thả kì ai thưa xóm dứt nơi cướp tì lại tương ơ ni xa mật phí phục lục chi phí xe có ai thưa bạn này nơi xa mật chân khẳng thấp ông nâng xa mật chân khẳng cả đại tì tăng pi ni cầm bông tè bật tinh bật tùng khả ni tan tặng rồi viên mà hai dạ chân chứ mùi nâng cổ bật tì buôn nơi á xí ạ khả ni rùm nâng cọc tay bản cả đàn đàm càng cắp á thạp bà giói nơi xa mật chân khẳng thấp ông nâng xa mật chân khẳng cả ni cả tan tăng rồi viên chà bôn nâng bật tì chân ប្រជុំកោះសែនកាគូដែលប្រទេសចិនអះអាងថាតំបន់នោះជាដែនទឹករបស់ខ្លួនតាំងពីបារាណកាមកហើយជប៉ុនបានរឹបអូសយកនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទីក្រុងប៉េកាំងចិញ្ចឹមចិត្តថានឹងយកដែនកោះនោះត្រឡប់មកវិញក្នុងមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបាន តើកោះគូមស្ថិតនៅឯណាកោះគូមស្ថិតនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចវាជាដែនដីកោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដណ្ដើមយកបានពីប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយអាមេរិកចាប់យកកោះនេះជាទីតាំងដែនដីរបស់ខ្លួនតែម្ដងបច្ចុប្បន្នកោះគូមក្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកដ៏រឹងមាំសម្រាប់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឬសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចកោះគូម ដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកនោះគឺមានការដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងទំនើបមានទាំង S-32 មានទាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទទម្ងន់ធ្ងន់ B-52 B-2 B-1 ផងដែរមានទាំងកាំជ្រួចអន្តរជាតិមានទាំងកាំជ្រួចប៉ាត្រីយ៉ូតបាញ់ការពារ កោះនេះទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះកោះគូមានទាំងនាវាមុជទឹកនិងយូយូម្ដងត្រូវបានរាយការណ៍មកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Nimitz ឬ USS Ronald Reagan ឬក៏ USS Theodore Roosevelt មកកាន់កោះនេះដើម្បីធ្វើសម្យុទ្ធនាវាផ្ទុកយន្តហោះទាំងនោះកោះគូមគឺជាទីតាំងប្រណិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកធ្លាក់មកដល់កោះគូមនេះហើយក៏អាចជាទីតាំងបើកការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករួមមានអាចទៅលើកូរ៉េខាងជើងផងដែរកោះគូមដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់អាមេរិកដ៏ធំនេះក៏ការពារផងដែរកោះតៃវ៉ាន់ បើតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមកោះគូមក៏រងការវាយប្រហារពីសំណាក់ប្រទេសចិនផងដែរ ចិនធ្លាប់បានព្រមានថាខ្លួនគេអាចបាញ់កំជ្រួចអន្តរទ្វីបកំទេចកោះគូមក៏បានដែរឲ្យតែសង្គ្រាមធ្លាក់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានថាកោះគូមដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននោះអាចនឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 B-2 B-1 ហោះយ៉ាងលឿនបំផុតទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនិងជួយការពារដែនកោះតៃវ៉ាន់តែយ៉ាងណាការធ្វើសម្យុទ្ធ4ប្រទេសដ៏ធំនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅគឺបន្ទាប់ពី ការធ្វើសម្យុទ្ធដ៏ធំមួយផងដែរនៃក្រុមកងនាវាអង់គ្លេស HMS Queen Elizabeth ចំនួន 8 គ្រឿងនិងបូករួមជាមួយនឹងកងនាវាទី 7 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរក្រុមនិងនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសជប៉ុនរួមទាំងយន្តហោះយ៉ាងតិច 30 គ្រឿងផងដែរនេះជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើសម្យុទ្ធរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិក ទុនទុនគ្នាក្នុងស្ថានភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចេះតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងអំពីការពង្រីកមាឌឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនេះនេះហើយដែលអាមេរិកចេះតែបញ្ជូនមន្ត្រីកម្ពូលរបស់ខ្លួនមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នេះហើយក៏ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនៃការចងសម្ព័ន្ធមិត្ត ក្នុងតំបន់ក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកផ្ទុះឡើងនោះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info